bền bỉ 9 năm kết nối dòng máu Việt. Hơn 515.000 đơn vị máu được hiến tặng. Từ Bắc vào Nam, hàng vạn trái tim cùng trao yêu thương. Vượt qua những ngày đầu còn khó khăn, Hành Trình Đỏ đã trở thành sự kiện hiến máu lớn nhất cả nước và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hành Trình Đỏ lần thứ 10 năm 2022 với sự tham gia của 46 tỉnh, thành phố. Sẽ khởi động ngày 2 tháng 6 tại Cà Mau và kéo dài đến hết tháng 7. Chương trình do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 46 tỉnh, thành phố và các đơn vị phối hợp tổ chức. Được truyền hình Thông Tấn và báo Dân Trí bảo trợ truyền thông. Một thập kỷ đồng hành vì người bệnh cần máu. Hành Trình Đỏ kết nối dòng máu Việt.